Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với hình cờ tàng dân vua khá hay, khi mỗi bên đều còn hai mã. Thông thường khi hình cờ mỗi bên quân lực đều còn hai mã mà không phải là cờ thế thì chắc chắn là sẽ hai bên sẽ giảm đến hòa cuộc. Nhưng trong hình cờ này thì bên đỏ đã biết lợi dụng hai điểm yếu của bên đen. Thứ nhất là mã đang rất góc chưa thể thoát ra ngay được, và điểm yếu thứ hai đó là tướng đã trên lầu cao. Nhưng muốn đánh thắng được thì cũng phải có kỹ xảo. Đi đầu tiên của bên đỏ đó là đi một ngưng rắc hai, đó là ở tướng thứ một. Đến đây ta xét trong trường hợp thứ nhất là bên đen thu rất nhanh, đó là nước đi ở tướng 5-4, thì lúc này đơn giản là bên đỏ sẽ đi ở tướng 4-5. Như thấy mã đen ở đây đã bị kẹt. Nếu mà tướng thứ một thì tất nhiên mã sẽ ăn xuống mã đen, và như thế thì bên đỏ sẽ chiến thắng rất là nhanh. Vậy cũng cách là mã một sẽ tấn lên lầu 3, thì đỏ lại tiếp tục mã nhảy qua lầu 8. Nếu mà mã nhảy về lầu 5 thì tất nhiên mã sẽ tấn chiếu và bắt chết mã đen. Do vậy mã lại tiếp tục nhảy lên lầu 2. Lúc này thì đỏ chỉ cần đi nước ngừng, đó là tượng thối về. Bắt buộc con mã lộ 2 của đen phải di chuyển, và di chuyển đường nào thì mã cũng sẽ tấn chiếu và bắt chết mã đen ngay. Do vậy ta thấy cách đi đầu tiên của bên đen lựa chọn là con tướng 5-4 thì sẽ thua rất là nhanh. Do vậy ta xét đến trường hợp tiếp theo, đó là mã 5 sẽ thối về lộ 3. Thì lúc này mã lại thối về lộ 3, chiếu tướng, bắt buộc tướng 5 phải bình của lộ 4, sau đó thì lại tướng 4 bình của 5 để lợi dụng mặt tướng tấn công tiếp. Ta thấy đến đây, nếu mà tướng đen thối 1 thì tất nhiên mã sẽ nhảy qua chiếu. Nếu mà tướng thối 1 thì mã sẽ tấn và chiếu sát. Do vậy tướng bắt buộc phải tấn 1, mã lại nhảy về chiếu tướng. Tướng bắt buộc phải thối 1, mã lại nhảy qua lộ 7 tiếp tục chiếu tướng. Ở đây nên thấy cho dù tướng thối 1 hay tấn 1 đều bị mã nhảy qua sát cục. Do vậy ta sẽ xét thêm bước thứ hai trong tình huống này, đó là tướng không thối 1 và lúc này mã lại tấn lên lầu 5, thì đó là chơi mã 3 tấn 4 quá không dùng mã di chuyển. Đến đây thì mã 1 bắt buộc phải tấn 3, mã đỏ lại tiếp tục tấn qua lộ 8, mã 3 bắt buộc lại phải tấn 5, mã lộ 7 tiếp tục nhảy dưới tướng, bắt tướng lại phải thối 1, sau đó thì thối về ăn mã. Như thấy bên đen còn hai cách di chuyển, một là nhảy mã, hai là bình tướng ăn vào. Nếu nhảy mã đi thì tất nhiên mã đỏ sẽ thoát, còn nếu mà bình tướng ăn vào thì mã lại nhảy về lộ 3 và chắc chắn là mã này cũng sẽ chết và bên đen sẽ chịu thua. Do vậy ta sẽ xem tình huống tiếp theo. Từ tình huống ban đầu đó là bên đen lùi tướng, thì như mình đã xét, tình huống thứ nhất là mã 5 thối về lộ 3. Vậy ta sẽ xem đến tình huống thứ hai, đó là mã 5 tấn lên lộ 3. Lúc này thì đỏ lại tiếp tục mã thối về lộ 3 chiếu tướng, tướng 5 lại phải bình của lộ 4. Sau đó thì vẫn lợi dụng một tướng, đó là tướng 4 bình 5. Như thấy mã ở lộ 1 không thể nhảy lên được, tại vì mã sẽ tấn chiếu và dùng mã lộ 6 bắt chết ngay. Do vậy bên đen lại chơi là mã 3 tấn lên lộ 4. Để ta thấy nếu mà bên đỏ suy nghĩ là dùng mã 3 tấn lộ 4 chiếu tướng thì tất nhiên tướng sẽ thối 1. Có dùng mã nhảy qua lô 4 tiếp tục chiếu tướng đi nữa thì mã 4 sẽ thối 5 và vẫn chưa làm khó gì được bên đen. Do vậy cách đi đúng nhất của bên đỏ lúc này đó là không có nhảy mã qua lô 4 chiếu tướng, mà phải là đi nước gài, đó là mã 6 tấn lô 4. Để làm bước kế tiếp là sử dụng mã 3 tấn 4 và sát cục. Đến đây thì bên đen cũng thể nghĩ là thối mã về để đỡ, tại vì mã sang ngay, chỉ còn đi một nước bắt buộc, đó là mã 4 phải tấn lô 5 để che một tướng. Đến đây thì bên đỏ chơi một nước rất thông minh, đó là mã 4 thối về lộ 5 chiếu tướng, tướng bắt buộc phải thối 1, sau đó là tiếp tục nhảy qua lộ 7 chiếu tướng. Nếu tướng thối 1 thì mã lại nhảy qua lộ 5 chiếu tướng, tướng không thể tấn 1, bắt buộc phải bình lộ 5 thì mã sẽ rút về, và như ta thấy là mã đen này sẽ mất và bên đen sẽ thua. Do vậy ta thấy sau khi bị mã nhảy qua lộ 7 chiếu tướng thì tướng không thể thối 1, nếu mà tấn 1 thì mã sẽ nhảy chiếu sát ngay. Do vậy tướng chỉ còn cách là sẽ bình lộ 5. Thì mã 3 lại tiếp tục qua thối 4, đang hâm là sẽ nhảy qua lộ 6 hoặc là thối về lộ 3 để bắt chết mã đen. Do vậy tướng 5 bắt buộc phải bình 6 để tránh trước, thì đó là chơi mã 7 tấn vào lộ 5. Đến đây là thấy tướng không thể bình vào, tại vì mã sẽ thối về và bắt chết mã đen. Còn nếu như mà tướng tấn 1 thì bên đỏ lại đi một đứa rất hay, đó là mã 4 tấn lên lộ 3. Một mặt là giữ mã đỏ không cho tướng ăn vào, mặt thứ hai là cho một nước phục sát rất hay, đó là nhảy qua lộ 6 tạo thành thế ba điền
sau đó thì lại dùng ma ba bắn hai và sát cục. Bên đây dù có thấy trước được nước sát như vậy vẫn không thấy cách nào hóa giải. Do vậy ở bước trước thì bước là tướng tấn một cũng được, bước bình rô năm cũng được, chỉ còn cách đi hợp lý cho bên đây đó là ma một tấn lên lộ hai. Ở đây thì đó lại tiếp tục chơi ma bốn tấn ba chiếu tướng. Nếu tướng tấn một thì mã ở lộ năm sẽ lập tức nhảy xuống lộ bốn và đang ngâm ở nước là nhảy qua lộ hai chiếu sát, bên đang không thể nào chống đỡ. Do vậy ta thấy sau khi bị mã nhảy qua chiếu tướng thì bắt buộc tướng lại phải bình vào lộ năm. Mã lộ năm của đỏ lại thối về để hầm bắt mã đen. Đến đây thì ta thấy chắc chắn là mã lộ năm của đen sẽ mất, bên đen chỉ còn đi một nước vất vả đó là mã tấn một, thì mã lại ăn về, mã đen là tiếp tục ăn từ để nhằm bắt chết mã đỏ. Nhưng thấy nếu có bắt chết mã đỏ thì mã đen cũng hy sinh, bởi vì bên đỏ đi một nước mà tất cả chúng ta đều thấy đó là mã thối về lộ bốn. Nếu mà đen có ăn xuống thì mã lập tức chạy qua lộ sáu và ta thể thấy là mã đen này sẽ mất. Như thấy từ cờ ban đầu thì bên đỏ có những bước ngoặt để có thể giúp chiến thắng, đó là từ nước thứ tư sau khi mà mã đen nhảy lên thì bên đỏ có một cờ rất hay, đó là mã tấn xuống bắt buộc mã đen phải tấn lên để che một tướng. Và bước đi thứ hai cũng là bước ngoặt rất là lớn, đó là ở nước thứ tám sau khi tướng bình vào qua lộ sáu thì mã đỏ lại nhảy vào lộ năm. Những bước đi này là những đi tiên quyết để giúp đỏ có thể chiến thắng trong bàn cục này. Clip của mình hôm nay cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh nếu thấy clip này hay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.